sức sống của con lời ngài là ánh sáng đời con lời ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con mưa lao đế tua Giêsu Christos ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria kính thưa quý vị và anh chị em trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay Cha Phêrô Đoàn Hoàng Khôi Anh sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm hồn sao xuyến. Người tuyên bố: Thật thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến Ông đang dùng bữa đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo Hỏi xem thầy muốn nói về ai Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi Thưa thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời: Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Judah, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: Anh làm gì thì làm mau đi. Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Juda giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y, hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Juda liền đi ra, lúc đó trời đã tối. Khi Juda đi rồi, Đức Giêsu nói: giờ đây con người được tôn vinh và thiên chúa cũng được tôn vinh nơi người nếu thiên chúa được tôn vinh nơi người thì thiên chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình và thiên chúa sắp tôn vinh người hỡi anh em là những người con bé nhỏ của thầy thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi anh em sẽ tìm kiếm thầy nhưng như thầy đã nói với người do thái Nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ thầy cũng nói với anh em như vậy. Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi thầy đi bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được?" con sẽ thí mạng con vì thầy. Đức Giêsu đáp, anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy ba lần. Kính chào quý ông bà, anh chị em Có rất nhiều điều để nói về bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe Hôm nay tôi xin tập trung vào câu nói sau đây của Chúa Giêsu: "Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người." Câu nói này diễn ra ngay sau khi Judas Iscariot rời khỏi phòng tiệc ly. Nghĩa là Thiên Chúa không được tôn vinh khi có sự hiện diện của Judas, kẻ bán thầy. Qua bài tin mừng này, Chúa Giêsu đều biết trước hành động bán thầy của Judas và chối thầy của Phêrô sắp diễn ra và cả hai đều được chúa cảnh báo trước nhưng tại sao phê rô được ở lại để chia sẻ sự tôn vinh của thầy còn juda thì không cả phê rô và juda đều được chúa chọn làm tông đồ là những người được chia sẻ cuộc sống và sứ mạng cứu độ nhân loại một cách thân mật và đặc biệt các tông đồ là những người cùng ăn cùng uống với chúa là những người theo chúa khắp mọi nơi Họ chứng kiến mọi phép lạ của Chúa làm, lắng nghe mọi lời giảng dạy của Chúa và được cảm nghiệm tình yêu và lòng trắc ẩn của Chúa. Và họ là những người bạn chí thân của Chúa trong suốt ba năm giảng đạo. Cho dù được đặc biệt và thân mật với Chúa đến thế, nhưng khi cơ hội đến, Juda không những chỉ bỏ thầy mà còn phản bội thầy qua hành động bán rẻ thầy với 30 đồng bạc bị phản bội bởi một người quen biết bình thường cũng đã bị tổn thương rồi. Huống chi bị phản bội bởi một người bạn chí thần. Chắc chắn chú đau buồn lắm, đau buồn đến mức độ nào. Cộng thêm Ngài biết trước và đã cảnh báo nhưng Judas vẫn không màng tới lời Ngài nói. Ngoài ra, hành động bán thầy của Judah không phải chỉ là lầm lỗi nhất thời, nhưng có sự tính toán trước. Judah đã gặp các thượng tế và đã thỏa thuận giá cả cũng như cách thức bán thầy. Sự hiểm độc của Judah đã có sẵn và ăn sâu trong tâm hồn Judah. Điều này có thể chứng minh ở chương 12 của tin mừng thánh Gioan. Khi Chúa Giêsu dự tiệc tại làng Betania, thì có một phụ nữ dùng thuốc thơm để lau chân Chúa. Judah đã phản đối Chúa để cho điều này xảy ra vì có thể dùng tiền bán thuốc thơm này mà cho người nghèo. Vì quá biết tâm tính và con người của Juda, Thánh Doan Tông đồ đã viết: Y nói thế không phải là vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp, y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ trùng. Và ngay cả trước khi hành động bán thầy diễn ra, Chúa Giêsu vẫn cư xử với Juda như là một người bạn chí thân qua việc Ngài đã chấm bánh và trao cho ông. Hành động cuối cùng yêu thương và cao thượng này của Chúa Giêsu cũng không đánh động được tâm hồn trai cứng của Giuđa. Còn đối với Phêrô, ông là một người yêu mến Chúa thật lòng, không gian dối. Mặc dù được cảnh báo trước việc ông sẽ bán thầy, nhưng ông hoàn toàn không có tính toán và biết trước việc mình sẽ làm. Phêrô vì nhút nhát vì yếu đuối nhất thời nên đã xa ngã. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta học được gì? Thứ nhất, giây phút Chúa Giêsu được tôn vinh là ở trên thánh giá qua việc phục tùng thánh ý của Thiên Chúa Cha. Ngài đã không cho Judas biết điều này vì Judas đã khước từ tình yêu và đoạn tuyệt với Ngài. Chúa Giêsu không được tôn vinh trước những tâm hồn chai lì trong tội lỗi. Mặc dù máu Ngài đổ ra cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai mở lòng đón nhận thì danh thánh Ngài được tôn vinh nơi người ấy. Khi chúng ta sa ngã phạm tội, chúng ta làm cho danh thánh Chúa bị lu mờ. Và khi chúng ta cố tình ở lại trong tội, không chịu đến tòa giải tội để lãnh nhận ơn tha thứ, thì danh thánh Chúa đã hoàn toàn tan biến trong ta tự ta tách biệt chính ta ra khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa và những gì Ngài muốn thông ban cho nhân loại không thể đến được với ta. Nhưng lúc đó ta trở thành Judah, kẻ bán Chúa. Mặc dù ta không bán Chúa với 30 đồng bạc giống như Judah, nhưng ta đã đánh đổi những gì đẹp nhất mà Chúa đã trao ban cho ta qua giá máu của Chúa Kitô với tội lỗi. Hay nói cách khác, ta đã chọn những cám dỗ của ma quỷ hơn tình yêu của Thiên Chúa. Chai lì trong tội lỗi làm chúng ta mất đi khả năng phục thiện, giống như Judah đã không nhận ra lời cảnh báo của Thầy. Qua bí tích hòa giải, chúng ta nối kết lại tình bạn thân với Chúa mà chúng ta đã đánh mất vì tội lỗi của chúng ta. Và cũng tại nơi đây, Thiên Chúa đã được tôn vinh nơi chúng ta và chúng ta được ngài chia sẻ vinh quang của ngài cũng là vinh quang của thiên chúa cha vì vậy đừng chai lì trong tội lỗi nhưng hãy quay trở về với lòng thương xót của thiên chúa nơi bi tích hòa giải bài học thứ hai cho dù chúng ta có đoạn tuyệt với ngài nhưng ngài vẫn không đoạn tuyệt với chúng ta chúa giêsu đã cho juda đồng bàn đã chấm chung một chén với Juda, đã rửa chân cho ông và cũng đã hôn ông. Những gì Chúa làm cho 11 tông đồ kia, Chúa cũng đã làm cho Juda, mặc dù biết Juda sẽ phản bội mình. Chúa Giêsu quá vĩ đại. Ngài cũng có trí khôn và quả tim như chúng ta, nhưng hành động yêu thương của Ngài thì vượt quá xa ta đến nỗi lý trí của chúng ta không thể hiểu nổi. Ngài đã sống lời Ngài đã dạy là hãy yêu mến kẻ thù và làm phúc cho người bắt bơ anh em. Lạy Chúa, xin cho chúng con được thông phần vinh quang của Chúa qua việc hoán cải tâm hồn, từ bỏ tội lỗi trở về với Chúa. Và xin cho chúng con có được quả tim nhân từ của Chúa đối với kẻ thù, kẻ hãm hại chúng con. Amen. <laughs> Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.